triệu thần hoa xuyên qua, linh hồn của hắn xuyên qua đến năm 1961 trong tứ hợp viện. Chỉ là tiếp thu ký ức của nguyên chủ, hắn ngây ngẩn cả người. Thân phận nông dân, ba năm đói kém, trước khi sắp chết đói chạy trốn tới Kinh Thành, vì mạng sống, liền đồng ý yêu cầu ở rễ tứ hợp viện. Chẳng những sinh con phải theo họ đối phương, hơn nữa còn ký ước định, một khi cả nhà gái không hài lòng, nhất định phải trực tiếp cút đi. Mà nhà gái, lại còn là một quả phụ đã kết hôn. Mà hôm nay, chính là ngày đầu tiên bọn họ tân hôn. Khác xuyên việc giả, đều là thu được bàn tay vàng, đi lên nhân sinh đỉnh phong, như thế nào đến hắn nơi này, liền thành cấp địa ngục bắt đầu đâu này. Thân phận nông dân, không có công việc, vẫn là ở rễ đến nhà quả phụ, lại là năm đói kém, trong tứ hợp viện còn nhiều cầm thú, khởi đầu này, làm sao phá. Đinh Hệ thống nạp hoàn thành viết nhật ký khen thưởng hệ thống chính thức khởi động. Có hệ thống. Vậy không có việc gì, đến đây đi, triệu thần hoa xuyên qua nhân sinh. Chương 1 Xuyên qua bắt đầu, chạy nạn ở rễ cưới quả phụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Kích hoạt nhật ký ban thưởng hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Yên tâm, ta mệnh cứng rắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Thiên thứ nhất nhật ký ban thưởng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Cái nhà này nghèo đinh đương vang dội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6 Bới móc giả trương thị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Vay tiền mượn lương phiếu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Tam đại mụ chất vấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 rồi sẽ có biện pháp bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 10 bảo vệ khoa người đến bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test